Em chào tất cả các bác đến với kênh Cơ giới của Ba Miền. Thì tiếp tục những video em sẽ giới thiệu cho các bác về những cái dòng cây độc lạ, những cái dòng cây nhập khẩu. Thì hôm nay em lên video để giới thiệu cho các bác về cái dòng vải không hạt của Đài Loan các bác nhé. Một trong những cái dòng cây trồng kinh tế được rất ưa chuộng ở thị trường Việt Nam trong 2 đến 3 năm trở đây các bác nhé. Đối với dòng vải không hạt thì như các bác đã biết thì nó du nhập về thị trường Việt Nam cách đây từ 4 năm rồi, 4 đến 5 năm trở lại đây rồi các bác nhé. Và 2 năm vừa qua thì dòng này đã cho quả rất là nhiều địa phương. Các bác trồng dòng vải không hạt này có thể kể ra một vài địa điểm như Bắc Giang này, Đắk Lắk, Thanh Hóa các bác nhé. Một vài điểm các bác đã trồng và nhân giống như dòng vải không hạt này, cái số lượng rất là lớn. Và cái giá thành các bác bán trái năm vừa rồi giá rất là cao các bác. Nếu bác nào mà để ý những cái thông tin về thời sự ở trên VTV thì bác có thể biết là đối với những cái dòng vải không hạt này thì những cái khu đấy các bác trồng thì các bác trồng theo những cái mô hình của Việt Gáp, và cái trái thì xuất khẩu giá thành thì dao động từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng 1 kg quả, và tất nhiên là còn không có trái để mà bán các bác nhé. Chính vì vậy cái dòng vải không hạt rất là ưa chuộng. Năm vừa rồi thì khách hàng hỏi mua rất là nhiều các bạn. Hiện tại thì dòng vải không hạt này thì chưa nhân giống quá nhiều ở Việt Nam các bác nhé. Chủ yếu là sẽ là dòng nhập khẩu, và các bác trồng thì cực kỳ đảm bảo. Đối với cái dòng cây ghép nhập khẩu này thì các bác trồng chỉ tầm khoảng 2 năm thì cây đã bắt đầu cho quả rồi các bác nhé. Đối với những cái dòng cây ghép này thì lấy mát ghép từ những cái cây mẹ đang cho quả. Chốc thì em sẽ chèn cho các bác những cái ảnh cây của những cái dòng vải không hạt này. Nó đang cho quả các bác nhé, những cái dòng nhỏ này này. Nó đã cho quả và bổ ra nó không có hạt, thì em sẽ chèn vào cho các bác xem để các bác thấy được là cái chất lượng của cây giống. Cây dòng này thì là dòng nuôi bầu, hàng nhập khẩu, tổng chiều cao cây thì khoảng tầm từ 80-90 phân đến 1 mét. Và cành nhánh ra cực kỳ đẹp các bác nhé. Đó, và hiện tại trên thị trường bây giờ thì dòng vải không hạt thì đã chuyển từ bầu tự tan sang dòng bầu trắng này các bác nhé, dòng bầu to này. Đó, dòng tự tan bây giờ rất là ít. Bên kia người ta không làm những cái dòng bầu tự tan nữa. Đó, người ta chuyển vào những cái bầu này nuôi cho cây đảm bảo. Bởi vì cái dòng bầu tự tan ấy các bác, khi mà đi nâu ấy, thì cây nó bị héo rất là nhanh. Còn đối với những cái dòng nuôi bầu này thì các bác thể là bên kia người ta bán về thì bọn em có thể vận chuyển được từ 5 đến 7 ngày. Đó, cây về vẫn còn tươi rất là đẹp. Còn ngày trước ấy, khi mà mang cái dòng bầu tự tan ấy về thì vào cái dịp hè ấy, các bác thì đa phần là đều phải về tuốt bỏ hết lá để cây mọc lại từ đầu. Thì bắt đầu mới bán ra thị trường cho các bác. Đó các bác thì thấy nô vải cây đều rất là đẹp. Giá thành của dòng vải không hạt này cũng tương đối cao đúng không ạ? Trên mạng thì rất là nhiều nơi quảng cáo khoảng tầm 30.000 đồng, 40.000 đồng mua 5 cây tặng 1. Thì các bác có thể là xem xét lại nhé. Đối với dòng vải không hạt này thì các bác mua những cái giá mà dưới 100.000 thì rất là khó có những cái dòng cây chuẩn. Và đặc biệt là những cái dòng cây nhập khẩu này thì không bao giờ có giá dưới 100.000 các bác nhé. Đó, nhà em thì về rất là nhiều, các bác có thể thấy cả một vườn thì nguyên là vải không hạt luôn. Thì bác nào mà có nhu cầu các bác trồng số lượng nhiều thì có thể nhắn tin trực tiếp với em. Thì em sẽ báo cho bác những cái giá buôn, giá sỉ rất là tốt để các bác có thể là mua hàng và cũng như là nhân giống. Đó, dòng này thì nhà em vận chuyển toàn quốc, gửi xe khách, xe tải. Đó, các bác nhận rất là nhanh. Cây cực kỳ đẹp. Lô cây về này cực kỳ là ưng các bác nhá. Cành nhánh lá rất là nhiều, cực kỳ đẹp luôn. Các bác có thể thấy bầu chắc nịch. Vải không hạt thì hiện tại bây giờ thị trường thì quả thì giá thành rất là cao. Như các bạn đã biết thì những năm vừa rồi thì những cái dòng vải Việt Nam thì giá chỉ khoảng tầm từ 30 đến 4.000 đồng 1 kg thôi. Tuy nhiên thì cái giá của dòng vải không hạt thì nó cũng phải đắt gấp chục lần đấy các bạn. Đó, cùng một công chăm sóc. Tuy nhiên thì thời điểm đầu thì cũng phải nói là cái giá vốn ban đầu mà đầu tư những cái dòng cây vải không hạt này thì giá vốn rất là cao các bác nhé. Đó, nó rẻ hơn rất là nhiều so với những cái dòng vải không hạt, vải của thiều của Việt Nam. Nó rẻ hơn khoảng tầm 5 đến 7 lần các bạn. Tuy nhiên thì cùng với cái công chăm sóc như thế thì cái giá bán quả rất là cao. Như các bác đã biết thì đối với dòng vải không hạt ấy
hay những cái dòng vải thông thường thì một cây thì năng suất nó cho rất là cao, cho nên các bác nếu mà đầu tư dòng vải không hạt này mà cái giá bán khá ổn định như thế thì cái tiềm năng sinh nở rất là lớn các bác nhá. Cây nhà em về rất là đều và đẹp. Bác nào mà quan tâm về dòng vải không hạt mà cần em tư vấn thì có thể là liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để trên màn hình các bác nhé. Em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Đó. Nhà em hiện tại thì đang cung cấp có dòng vải không hạt này, đó là dòng vải nhập khẩu duy nhất. Bên cạnh đó có thêm dòng vải thiều này, dòng vải u hồng, dòng vải sớm. Đó là một trong những cái dòng vải rất là phổ biến của thị trường Việt Nam. Thì nhà em đều cung cấp đầy đủ các bác nhé. Đó, còn chủ yếu bây giờ thì khách hàng đang quan tâm rất là nhiều đến cái giống vải không hạt thì nhà em sẽ chủ yếu làm về những cái dòng vải này. Thì bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp Zalo với em. Còn bây giờ em xin tạm dừng ở đây. Chúc cả bác thật là nhiều sức khỏe và luôn mua những cây trồng chất lượng nhất. Em chào tất cả các bác.